Mọi người ơi, mình thất bại rồi. Xin chào anh chị các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp Đăng Dương. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Tôi là Đăng Dương, nhà môi giới bất động sản. Video ngày hôm nay thì Dương dành riêng cho những bạn đang chuẩn bị tham gia vào nghề môi giới bất động sản hoặc là những bạn mới bắt đầu tham gia nghề chưa được quá lâu. Thì tại sao Dương lại làm video này? Bởi vì trong thời gian gần đây có một số anh chị lớn tuổi, cụ thể là sinh năm 7X hoặc 8X, hoặc là một số các em 96, 97 thì có inbox cho Dương với mong muốn là ứng tuyển, mong muốn là tham gia vào công việc môi giới bất động sản. Và thậm chí là trong quá trình một năm vừa rồi thì cũng có một số bạn bè của Dương đã đến với công việc môi giới bất động sản, cũng có người thành công, cũng có người thất bại. Nhưng mà video này Dương muốn chia sẻ với những bạn nào mà đang chuẩn bị tham gia vào nghề môi giới bất động sản để xem các bạn có thực sự phù hợp với nghề này hay không và tại sao thành công hay thất bại. Thì điều đầu tiên Dương muốn chia sẻ với các bạn ấy, đó chính là các bạn đừng có lầm tưởng. Đấy là điều đầu tiên, đừng có lầm tưởng. Lầm tưởng cái gì? Lầm tưởng rằng công việc môi giới bất động sản là một công việc nhàn, chảnh và nhiều tiền. Cả ba cái này thì nó đều có thể đúng trong một số trường hợp nhất định, nhưng đa phần là sai. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái nhàn. Các bạn hay nghĩ rằng công việc môi giới thì thường thì ngồi điều hòa mát lạnh, hoặc là hay được đi xem những căn nhà đẹp, xem những cái vị trí đẹp, bất động sản đẹp. Đó, hoặc các bạn nghĩ rằng hay công việc môi giới thì hay ngồi cà phê tiếp khách ở những nơi sang trọng. Hoặc các bạn cũng nghĩ rằng thu nhập rất là cao, 50 triệu, 100 triệu, thậm chí là vài trăm triệu một tháng. Thì các bạn nghĩ như vậy không sai, nhưng mà thực tế thì không phải ai cũng làm được điều đấy. Thường thì khi các bạn có ý định mà đến với công việc môi giới bất động sản ấy, thì Dương tin chắc rằng đa phần chúng ta bị ảnh hưởng bởi một nhân vật nào đó xung quanh chúng ta. Có thể là chính bạn bè của các bạn, người nhà của các bạn đã từng làm công việc môi giới, và các bạn nhìn thấy họ lúc nào cũng hào nhoáng, lúc nào cũng năng động, và họ các bạn cho rằng họ thành công. Đấy cũng là một sự thật. Cũng có thể một số bạn thì nhìn vào Dương, các bạn cho rằng công việc môi giới cũng khá là thú vị và có thể là thu nhập cũng khá là tốt. Thì cái lý do mà khiến các bạn đến với công việc này thì chắc chắn đa phần là chúng ta bị ảnh hưởng bởi ai đó. Tuy nhiên thì sự thực như thế nào ấy, cái người mà các bạn bị ảnh hưởng ấy, người ta có thành công thực sự hay không ấy, thì không ai biết được, trừ chính cái người đấy mà thôi. Do đó thì việc đầu tiên mà Dương muốn chia sẻ với các bạn ấy là chúng ta phải xác định cái công việc này trên cái nhu cầu, trên cái mong muốn thực sự của chúng ta, chứ không phải là chúng ta bị ảnh hưởng bởi ai đó. Nếu mà bị ảnh hưởng bởi ai đó, trừ khi cái người đó, người ta cái idol của các bạn ấy làm cái hình ảnh nó quá lớn, quá vĩ đại, quá thành công, thì các bạn bị ảnh hưởng là tốt. Tuy nhiên thì không phải ai cũng thực sự thành công hào nhoáng như các bạn nghĩ, mà các bạn khi đến với công việc này ấy, các bạn phải suy nghĩ rằng nó xuất phát từ cái mong muốn thực sự của các bạn muốn các bạn trở thành những người bán hàng, các bạn muốn các bạn được làm trong một cái môi trường năng động, một cái môi trường khắc nghiệt, nhưng mà bù lại là những cái kết quả, những cái kinh tế thu về nó xứng đáng. Thì đấy, điều đầu tiên Dương muốn chia sẻ là các bạn đừng có lầm tưởng. Đây là một công việc vất vả chứ không phải nhàn. Đôi khi nó cũng không phải là chảnh, mà rất là bận rộn, rất là nhiều khi phải đi ngoài đường rất là nhiều, phơi nắng rất là nhiều, nên nó không chảnh một chút nào cả. Và thứ hai nữa là và thứ ba nữa là nó cũng không phải là một cái công việc thực sự kiếm được nhiều tiền nếu như các bạn không cố gắng. Có những người làm lửa năm không kiếm được một hợp đồng nào luôn. Đấy, nên là không phải là một công việc nhiều tiền đâu nếu như các bạn không sẵn sàng cho những cái bước tiếp theo. Cái điều thứ hai Dương muốn chia sẻ với các bạn ấy, đó chính là các bạn phải chuẩn bị tinh thần để vượt qua rất nhiều những cái rào cản tâm lý. Cụ thể như thế nào? Công việc bán hàng, bản thân công việc bán hàng đã là một cái lĩnh vực khá là khó với nhiều người rồi, và bản thân việc bán một bất động sản, môi giới một bất động sản nó còn khó hơn nhiều.
Cũng có những bạn đã làm trong thế giới di động này, hoặc là trong điện máy xanh này, cũng đã đến tham gia cùng với Dương. Tuy nhiên thì không phải bạn nào cũng ở lại được, có những bạn thì cũng sớm rời đi trong vòng ít ngày đó. Bởi vì sao? Bởi vì là cái mức độ khó của việc bán một bất động sản, cái tỷ lệ mà bị từ chối ấy, nó nhiều hơn rất là nhiều những công việc khác. Bán bất động sản cũng khó, chả khác gì bán bảo hiểm đó. Thì cái thứ hai là các bạn phải xác định cái tâm lý, có thể nó sẽ có rất là nhiều cái rào cản khiến các bạn đến được với công việc này. Cái rào cản đầu tiên đấy là bị từ chối rất là nhiều. Và một cái rào cản tâm lý thứ hai nữa, đó là niềm tin. Các bạn đến với công việc môi giới bất động sản ấy, gần như các bạn chẳng phải bỏ chi phí gì nhiều cả. Các bạn chỉ bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ sự kiên trì, kiên nhẫn ra. Đó, các bạn chỉ cần bỏ những thứ đó ra thôi. Nhưng mà ấy, nếu các bạn không có niềm tin thì cho dù các bạn bỏ nhiều hơn nữa, nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn, nhưng các bạn không có niềm tin thì các bạn chắc chắn là cũng sẽ không thể thành công được trong công việc này. Và cũng như Dương chia sẻ đấy, có những người 3 tháng, 6 tháng mới chốt được những cái hợp đồng đầu tiên là chuyện hết sức bình thường. Đó, vấn đề thứ hai nhé, là phải có niềm tin. Còn niềm tin ít hay nhiều ấy thì phụ thuộc vào môi trường. Môi trường các bạn làm việc có tạo cho các bạn được niềm tin hay không? Và cái quan trọng hơn là bản thân các bạn có niềm tin hay không? Đôi khi niềm tin nó mù quáng một chút cũng được, còn hơn là không có niềm tin. Và một ý tiếp theo nữa, đó là về cái thời gian. Mọi người thì hay nghĩ rằng công việc môi giới bất động sản thì thời gian tự do, thích làm lúc nào thì làm, rồi đôi khi là cũng không phải quá gò bó, có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào, có thể tiếp khách rồi đi sớm về muộn. Thực tế là những người thành công trong nghề môi giới bất động sản, họ hay đi sớm về muộn. Đây bây giờ là 7 giờ kém 15, Dương vẫn đang ngồi nói chuyện với mọi người. Và hàng ngày thì cũng khoảng chừng đâu đấy trên dưới 7 giờ thì Dương mới rời khỏi công ty. Không phải một mình Dương đâu nhé. Đây mọi người nhìn nhé. Có nhiều đồng nghiệp vẫn đang ngồi đây làm việc. Công việc của một ngày vẫn chưa hết, hoặc là chuẩn bị công việc cho ngày tiếp theo. Và đây chỉ là những bạn ngồi ở văn phòng thôi, còn những bạn còn đang chạy ở ngoài đường làm việc hết sức bình thường. 7 giờ rồi, nếu các bạn làm công sở thì 8 giờ các bạn có mặt, và đâu đấy khoảng chừng nhiều lắm thì 5-6 giờ chiều các bạn đã về nhà với vợ, với con rồi, hoặc là đôi khi đi đá bóng, đi tập gym rồi, đúng không? À, nhưng mà với công việc này ấy, đôi khi các bạn phải đi làm sớm nhưng mà lại về muộn. Thời gian dành cho gia đình ít hơn, thời gian dành cho những người yêu thương, bạn bè, gấu ít hơn. Đó. Nhưng mà chắc chắn cái hiệu quả, cái kinh tế thì sẽ mang lại cho các bạn nhiều hơn nếu như các bạn vượt qua được những cái rào cản về tâm lý mà Dương vừa mới chia sẻ. Đấy là một cái ý nữa. Ý thứ ba này thì Dương thấy là khá là nhiều bạn đã mắc phải này, và đặc biệt là kể cả những người bạn chơi thân với Dương đã đến với công việc môi giới bất động sản nhưng mà cũng phải rời bỏ nó, bởi vì cái ý thứ ba này, đó là Dương gọi đây là từ thầy bói xem voi. Tại sao lại là thầy bói xem voi? Các bạn chắc là các bạn cũng đã nghe qua cái câu chuyện thầy bói xem voi đúng không? Ông thì sờ được cái tai thì bảo nó thế nọ thế kia, ông thì sờ được vào cái chân, ông thì sờ được vào cái đuôi, nói chung là không nhìn thấy gì. Nhưng mà lại giống như là một người rất là hiểu biết. Thì với các bạn mà lần đầu đến với nghề môi giới bất động sản, hoặc là chưa bước chân tới nghề môi giới bất động sản cũng như vậy. Các bạn cho rằng thị trường bây giờ nó đang ảm đạm quá, bây giờ mình vào thì làm sao mà mình bán được. Ấy, có một người bạn của Dương nó nói với Dương như vậy: tao nghĩ rằng bây giờ thị trường nó không tốt, vào thì làm sao mà bán được. Đó. Còn có một em khác thì lại nói với Dương rằng: ừ, anh ơi, bây giờ thị trường nó sôi động quá, em vào thì em sợ em không theo được. Rồi thị trường nó ảm đạm, nó đi ngang, không có giao dịch. Thì các bạn cũng bảo:
Nhưng mà bây giờ thị trường không có giao dịch thì mình vào mình biết làm gì? Đó. Vậy thì các bạn định khi nào các bạn mới làm? Thực tế đấy, tất cả những người mà nói ra những câu đấy ấy, là đa phần chúng ta đang tự tìm những cái lý do để chúng ta ngụy biện để chúng ta tìm cách chúng ta từ chối chính cái mong muốn của chúng ta một cách hợp lý nhất. Tức là gì? Tức là chúng ta muốn tham gia cái nghề môi giới bất động sản nhưng mà chúng ta sợ, sợ rằng chúng ta không làm được. Do đó thì chúng ta phải tìm, phải đưa ra những cái lý do để ngụy biện để tránh cái công việc đấy. Nào là thị trường xấu, nào là thị trường quá sôi động, nào là thị trường ảm đạm. Đó, các bạn chưa làm thì các bạn cứ như là những chuyên gia đấy. Bản thân Dương cũng làm 2 năm rồi, nhưng mà cũng chưa bao giờ dám vỗ ngực khẳng định với khách hàng, với các bạn, Dương là một chuyên gia cả, chưa bao giờ. Còn Dương cũng chia sẻ với mọi người ấy, nếu mà về câu chuyện thị trường ấy, thị trường đi xuống hoặc thị trường đi lên thì đều có giao dịch. Mà đã có giao dịch thì chắc chắn rằng môi giới sẽ có tiền, đúng không? Chỉ cần giao dịch thành công là môi giới có tiền. Còn trong khi thị trường mà ảm đạm, thị trường đi ngang, không có giao dịch thì các bạn làm gì? Đấy là lúc mà các bạn dành thời gian để các bạn gọi là bổ sung thêm những cái kỹ năng về bán hàng, về giao tiếp, rồi là những cái quan hệ của các bạn. Ví dụ như thời gian vừa rồi, thời gian 2-3 tháng trước đây dịch xảy ra thì gần như là thị trường đóng băng. Tuy nhiên thì rất là nhiều sale họ lợi dụng cái thời điểm đấy để họ học thêm những cái kỹ năng, rồi họ học thêm về những cái cách thức bán hàng, họ đọc sách, họ học những khóa học, rồi họ gặp những khách hàng, họ ngồi họ trao đổi qua online, qua Zoom ấy, để tạo thêm những cái mối quan hệ khăng khít với khách hàng. Và đến khi thời điểm hiện tại, Dương cũng chia sẻ với mọi người là thời điểm hiện tại là thị trường bất động sản ở nơi khác thì không, Dương không biết, nhưng mà riêng ở Hải Phòng thì đang giao dịch khá tốt. Đó thì cái thời điểm mà dịch xảy ra, nếu như chúng ta không dành cái khoảng thời gian đó để chúng ta tự training thêm những cái kỹ năng, hoặc là tự học hỏi thêm những cái kỹ năng về bán hàng, về chốt sale, hoặc là chúng ta không tìm cách chúng ta giữ cái mối liên hệ với khách hàng, thế thì làm sao mà vào cái thời điểm dịch nó bắt đầu nó có chiều hướng tốt hơn như thế này, thị trường nó tốt hơn như thế này, thì làm sao mà chúng ta nó có thể tiếp cận được những khách hàng. Và một cái ý cuối cùng mà Dương muốn chia sẻ với anh chị và các bạn, cái ý này thì Dương nghĩ rằng đối với những anh chị nào mà đã có gia đình rồi ấy, nó rất là quan trọng. Đấy chính là chúng ta phải chuẩn bị một phần tài chính. Như lúc ban đầu tôi đã nói ấy, có thể là khi mà chúng ta vào cái công việc môi giới bất động sản này 3 tháng, 6 tháng chúng ta chưa kiếm được một hợp đồng nào, và chắc chắn là không một công ty nào mà trả lương cho bạn trong khoảng 3 tháng đến 6 tháng mà bạn lại không kiếm được một hợp đồng nào. Ví dụ như ở nhà đất Quang Minh ấy, thì nếu mà tháng thứ 2 anh chị các bạn không chốt được giao dịch nào thì tháng thứ 3 là không có lương. Đấy là điều hết sức công bằng. Đó. Thế nên là khi mà chúng ta chuẩn bị tới với cái công việc môi giới bất động sản ấy, chúng ta hãy tính xem là bình quân một tháng tối thiểu anh chị các bạn cần bao nhiêu tiền cho gia đình, cho những cái chi tiêu cơ bản, như ví dụ là 10 triệu đi, thì chúng ta phải để ra một khoảng ít nhất khoảng 30 triệu để chúng ta duy trì trong vòng 3 tháng nếu như không xảy ra giao dịch, hoặc là nhiều hơn nữa thì là 60 triệu trong vòng 6 tháng nếu như chúng ta không có giao dịch. Cái việc đó để làm gì? Để cho chúng ta một phần nào đấy chúng ta yên tâm về cái cuộc sống phía sau, về phía gia đình, để chúng ta không bị áp lực rằng phải có tiền để mua sữa cho con, phải có tiền để đi đám, phải có tiền để đi cà phê. Đó. Tuy nhiên ấy, không phải là chúng ta để được một khoản như vậy mà chúng ta không nỗ lực trong cái việc bán hàng, trong cái việc bắt đầu với công việc môi giới bất động sản. Chúng ta để được cái khoản đấy để chúng ta tự tin hơn, để chúng ta tiến về phía trước, tiến lên trận chiến, chứ không phải là chúng ta ung dung rằng đã có 30 triệu, 60 triệu đấy rồi thì cứ làm được mình thôi, được thì được, không được thì thôi. Nếu mà suy nghĩ như vậy thì Dương khẳng định không sớm thì muộn anh chị bạn cũng sẽ nghỉ thôi. Thì video của Dương đến đây có lẽ thì xin kết thúc. Đây là một cái phần chia sẻ rất là tâm huyết Dương gửi cho các anh chị 7X, 8X, hoặc là những bạn, những em ít tuổi hơn Dương đang có dự định tham gia vào nghề môi giới bất động sản. Dương xin nhắc lại, đây là một công việc rất là vất vả, cần những cái niềm tin lớn vào bản thân,
vào công ty và cần nhiều thời gian. Đôi khi các bạn bước đến công việc này ấy, các bạn phải đánh đổi rất là nhiều thời gian dành cho gia đình, thời gian dành cho bạn bè. Đôi khi sẽ phải, hoặc là không phải đôi khi mà thường xuyên sẽ phải ít hơn thời gian dành cho khách hàng. Đó. À, tuy nhiên thì không phải cái điều này nó cứ kéo dài mãi mãi. Khi mà các bạn đã đến một cái level nhất định rồi, có những cái khoảng những cái gọi là, thứ nhất là cái kỹ năng bán hàng này, rồi những cái khoản tài chính các bạn tiết kiệm được trong quá trình làm việc, rồi những cái cơ hội, thì chắc chắn rằng dần dần các bạn sẽ control hơn được cái cuộc sống của các bạn. Đấy cũng là điều mà Dương đang phấn đấu, bởi vì Dương mới đến với công việc môi giới bất động sản được 2 năm thôi, chưa phải là một thời gian quá nhiều. Thế thì hy vọng anh chị các bạn có những cái góc nhìn nó chính xác và nó lạc quan nhưng mà không tiêu cực về nghề môi giới bất động sản. Trước khi rời khỏi màn hình thì hãy ấn like, share và đăng ký. Xin chào nhé.